Nay tiếp tục là một cái cặp loa Mỹ mới về nữa, đó là một đôi loa cây của JBL. Một đây là LX60. Đây là cái cặp loa có ngoại hình thiết kế tương đối giống LX44, nó chỉ khác cái là nó là loa cây, còn LX44 là loa thùng nằm, loa thùng đứng, ngắn hơn nó nhiều. Chiều cao của loa thì để mình đo xem, mình đoán là đâu đó tầm 1 mét á. Rồi tới cái chiều ngang nha. Chiều ngang là 29.7. Chiều sâu là 28.5. Cao là 84. Loa này có công suất là 150W trợ kháng 8 ohm, độ nhạy là 91 dB. Loa bass của nó là bass này 20 nha, một bass 1 mét, một trét titanium, lỗ thông hơi nằm ở phía sau. Nếu LX44 thì các bạn biết mình đã bán là giá đã trên tới 8,5 triệu rồi, thì cặp này mình cũng bán 8,5 triệu luôn, một cái giá khá là hời đối với một loa cây. Loa cây thì người ta trưng bày đẹp nghe, tất nhiên thì cái loa này nó với LX44 thì nó vẫn chất âm cặp này nó hay hơn, tại vì nó thiết kế của nó thì nó có thay đổi khác phần tầng bên trong, nó khác với LX44 nha. Giá bằng LX44 quá hợp lý rồi. Tem JBL nó nằm ở phần dưới của thùng. Đây là cái lưới bằng nhựa. Mình cũng nghĩ là cái lưới này nó có thể gắn vào cho LX44 được luôn. Đây là phía sau lưng, cái lỗ thông hơi rất là lớn nha. LX60. Thằng này nếu như có thể nói nôm na là nó là đàn em của LX66 và đàn anh của LX44. Tại vì LX66 là loa cây và nó hai loa bass, còn LX44 thì loa thùng một loa bass, còn thằng này là loa cây một loa bass, thì nó nằm ở cái tầm ở giữa, cao hơn LX44 và rẻ hơn LX66, thấp hơn LX66. Giá cặp này là 8,5 triệu nha các bạn, nhắc lại là 8,5 triệu. Bây giờ mình sẽ test nhạc luôn. Ở bên mình có bán USB bộ cứng chép sẵn nhạc chất lượng cao, một cái USB là 128GB 800.000, còn ổ cứng là 1000GB giá 2 triệu. Thì các bạn có nhu cầu hãy liên hệ mình. Còn dây loa thì mình có bán dây Litton của Mỹ này nè. Dây này là một bộ, như vậy là mỗi bên là 2,5 mét, 1,1 triệu một bộ. Dây AV mình có loại Acufy này. Dây này là 1,1 triệu một bộ, có cục chống nhiễu ở giữa nha. Đây cục chống nhiễu đây. Rồi. Cái dòng loại LX44 này xài trét titanium giống như LX55, LX66 luôn. Ra titanium nha. Và bây giờ các bạn cùng mình thưởng thức một bài nhạc. Thank you.
còn chi đâu anh ơi, hết rồi còn chi đâu anh ơi. Còn chi đâu.